Quý bạn đọc thân mến, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào Sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Nhân dịp đầu năm Tân Sửu năm 2021, thay mặt Thư viện tỉnh Đồng Tháp, kính chúc quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quý vị thân mến, mùa xuân đã về trên khắp mọi miền đất nước. Đầu đó vang lên những giai điệu yêu thương của mùa xuân. Mùa xuân mang đến cho vạn vật một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu mới với biết bao khát khao và hy vọng. Qua trong không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng Quang Vinh, mừng xuân Tân Sửu năm 2021, mừng thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư viện tỉnh Đồng Tháp thân mời các bạn cùng tham gia chương trình giao lưu Tự hào Sử Việt kỳ 11 với chủ đề Đảng, mùa xuân và tuổi trẻ, quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia: quý bạn đọc sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến 9 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021. Hình thức tham gia trực tuyến. Bước 1, đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2, xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C, đồng thời dự đoán số người tham gia chương trình. Bạn đọc để lại thông tin họ và tên cùng với số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức ghi nhận và ưu tiên những tài khoản trả lời và dự đoán chính xác đầy đủ đầu tiên nhất. Đồng thời, không công nhận kết quả đối với những bình luận có hiển thị điều chỉnh, đã chỉnh sửa. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Bạn hãy cho biết năm 2021 là năm gì? A. Canh Tý. B. Tân Sửu. C. Kỷ Sửu. Câu 2. Bạn hãy cho biết tác giả bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên là ai? A. Trang Cao. B. Trần Tiến. C. Phạm Tuyên. Câu 3. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gọi là gì? A. Tất Niên. B. Tân Niên. C. Giao Thừa. Câu 4. Đồng chí nào là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13? A. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. B. Đồng chí Phạm Minh Chính. C. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Câu 5. Bạn hãy điền từ còn thiếu trong thành ngữ mùng 1 Tết 3 chấm, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. A. Nội. B. Ngoại. C. Gia. Câu 6. Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày vua ông Táo về trời. Bạn hãy cho biết ông Táo về trời bằng phương tiện gì? A. Rồng. B. Cá chép. C. Cá vàng. Câu 7. Một trong những phong tục đón Tết của dân gian cầu mong cho con cái học hành đỗ đạt. A. Khai bút. B. Khai chữ. Và C. Cho chữ. Câu 8. Sự tích bánh chưng bánh dày gắn với truyền thuyết về nhân vật nào? A. Mai Hàng Tim. B. Mỹ Nương. Và C. Lan Liêu. Câu 9. Bạn hãy điền từ còn thiếu trong câu đối sau: thịt mỡ 3 chấm, câu đối đỏ, cây nêu tràn máu, bánh chưng xanh. A. Qua mai. B. Dưa hành. C. Qua đào. Câu 10. Chủ đề tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 là gì? A. Điệu múa được mùa hoa. B. Sắc xuân phố hoa Sa Đéc. C. Sa Đéc phố nhà hoa. Các bạn có thể tìm thông tin trả lời từ quyển sách Việt Nam Phong tục Toàn Niên của tác giả Chủ Ngọc Khánh, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc phát hành năm 2018, và Mùa xuân và Phong tục Việt Nam của tác giả Trần Quốc Dượng, Lê Giang Hảo, Dương Tắc Từ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành năm 2006. Dân, xin mời các bạn cùng tham gia chương trình nhé.